Cây này sao để đây? Cây này chị bán rồi. À bán rồi. Thảo nào để đây để chở đi à? Sáng mai nó chở đi. Chở đi tận đâu vậy? Chở về Vân Đình, Vân Đình chú. À, cây này bán bao tiền? 30. Đẹp nhỉ. 30 triệu. Cổ lão quá. Hiếm có đấy. Hiếm có đấy. Kinh không? À, cái khế này. Hả? Đấy. Bán rồi thì thôi. Cái nào, cái à. Đấy, bán rồi còn không được quay. Bán rồi cứ quay. Rồi, bán rồi thì thôi. Nha. Nhưng mà nó đẹp vẫn phải quay chứ. Đây rồi điều gì? Cây cảnh. Vâng, đấy. Và mừng cây cảnh chợ Vạn Phúc giữa chợ. Đây. Giờ chỗ này thênh thang nhỉ. Vừa bón cái gì sao nặng mùi lắm? Vừa bón cái gì sao mà mùi mùi? Có cái gì mới nhỉ? Đồi thông này thì bao nhiêu tiền? 1.8 triệu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây. 7 cây. Thông thông 2 lá. Lá 2 đấy. Đó. Được chưa? Để đi một lượt xem có cây gì nó. Ấy, tùng này. Như đi vào rừng đấy. Bày dày quá đâm khó quay quá. Bày dày quá. Để chú ý một số cái cây nó dễ quay. Đấy. Và rất nhiều vào đây thì thế giới rồi. Thoải mái chọn. Đấy, bồ đề này. Rừng ở chỗ này cái đã. Cây bồ đề này là bao nhiêu tiền đấy ạ? 10 triệu, cây 7 triệu. Cây nào là cây 7 đấy ạ? Cây 7 triệu đấy. Cây này 7 triệu đây, cây kia 10 đúng không? Cây này bán rồi, túc bán rồi 12 triệu. Cây đẹp mà. Hôm giáp Tết mới quay cái cây này mà. Người gọi điện lắm, may bán rồi. Rồi, cây này là cây đẹp mà. 12 triệu. Cây đẹp mà. Bệ dễ kinh. Cũng là cái ông ấy à? Không, cũng là đồng chí nó mua về Vân Đình. Đấy, bán rồi. Đẹp quá, không mua thì mua cái gì. Và thế giới mà. Thích cái gì cũng có cái đấy. Đại lý. Nào bà lại đọc số phát nữa thì anh mà chưa biết thì 0949 750368 750368. Cây cảnh nhà bà mừng nhé. Đấy, bà mừng chợ cây cảnh Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Chứ nhiều ông miền Nam lại cứ tưởng là nhiều ông mới xem ấy. Nếu xem thì không biết thì gọi điện. Ừ. Bảo bao nhiêu lần biết rồi mà mấy ông mới ông không, ông cứ xem những cái phim mới đâu mà. Đấy. Cây này là có 7 triệu thôi. Ghê chưa? Dã man rồi. Kinh điển đấy. Cây này 10 đây. Cây nắng làng đây. 10. 2 người B. Đâu đâu? Đây nè. À đây cây ý gì? Cây 120 thôi. La hán này bao tiền một cây? 60, 70. 40 đến 70 đúng không? La hán cỡ to. Đấy. Cái bồ đề to đấy các bạn, hai người khiêng nặng, này khiêng nặng, cắt giật tiếp này, cắt giật này, đấy, ui ủa, bầy dày quá, ngồi dính cái chậu rồi, khế,
Đây, mặt sau cái cây tùng la, à, cái cây bồ đề đây. Múc được thì đến xem trực tiếp các bác, dễ. Cây khế nhiều quả lắm. Quả này, quả chín vàng này. Nhìn ngon chưa? Ngon chưa? Đây này, la hán này các bác này. Nó một loạt nó cùng trang lứa này. Thân nó này này. Đấy, nó cao tầm dưới 2 mét. Cao tầm 1m6. Đấy, nhiều lắm nhưng mà nó chật, các bác tưởng tượng như này không quay được. Không quay được chi tiết cái cây la hán này được. Đấy. Đại loại là các bác là muốn để nhà thờ hay là bày trí lối vào ấy, thì chọn rất là hay. Thứ nhất là nó to, cái thứ hai là nó già và nó có tay tán rồi. Chứ còn để kinh điển mà chơi nghệ thuật cao ấy, thì lại lựa chọn khác. Đấy. Cái tục này bán rồi. Đây, ngoài ra linh sam cần thăng thì rất là nhiều, loanh quanh 1 triệu rồi. Tôi nghĩ là như thế. Đấy, cần thăng nhỏ nhỏ này thì bao tiền cây? À, 700 gì? Đồng giá 700. 700 đồng một cây. Bà Vững vừa nhìn thấy rồi, tí nó chắc lại phải sang đấy. Hả? Bà Vững vừa nhìn thấy thì chắc tí nó lại phải sang đấy. Đấy, linh sam. Đây, linh sam là 700 một cây. 700. Đẹp, bằng 300. Cần thăng này là 300. Dưới 500. Dưới 500. Đấy, hàng giá rẻ dưới 1 triệu. Rất nhiều. Rất nhiều, không 500. Sinh viên ra đây mua là hợp lý nhất rồi. Quả 500. Đấy, sung đấy. Quả đấy, cũng 500. 500 nghìn. Đấy, 120 đây. 120 triệu đây. À, cái này đợt trước có quay rồi nhưng mà không biết giá. Đấy, bà đứng ở chú ý cho người ta biết nó to bằng nào. Bà đứng dịch ra đằng ý. Đấy. Đấy. 2m rưỡi. Đó, kiểu như là vũ nữ đây. Đấy, rất điệu đà. Đẹp lắm. Dáng siêu. Ốc to bệ đi ạ. Cái ngồi ôm. Cây dáng siêu. Chụp một anh. Một chụp một anh. Đây cành cút đẹp. Đây là siêu hồi đầu. Hả? Ai bà lại bảo trực hoành, người ta cười rồi. Còn trực cái cảnh hoành như thế. Tôi cũng phát ráng vậy. Đấy, nó là một cây siêu. Và cảm giác nó như một cái người con gái các bác. Rất mềm mại. Mặc dù rất to ấy, thân cốt rất mềm mại này. Rất khó để quay cây to ở trong cái vườn này. Bao nhiêu? Đấy, tôi đã lùi hết cỡ rồi đấy. Không view hết được. Đấy, là hán đấy. Đấy, tay mình bé tí so với cái thân nữa. Những cái to này cũng thấy thích thích rồi, phải ra mà xem. Thứ nhất là nhiều tiền, thứ hai cây đẹp, cây to. Đúng rồi. Chứ hỏi qua mạng thì khó lắm. Đấy, đấy, thích là qua ngay. Ngược sáng quá. Chói mắt quá. À. Đăng lúc nào thì xem lúc đấy. Nếu mà đêm mà mở máy tính sớm thì đăng được sớm. Đấy, đây là vạn tuế nhỉ? Thiên tuế. Thiên tuế. Bao nhiêu tiền củ này nhỉ? 6 triệu. 6 triệu. Củ này kinh nhỉ? Ác chiến đấy. Bạn này nó dễ sống ghê nhỉ?
cây. Đấy, con dưới này thì bao tiền cây? Dưới này 500 cây. Đấy, rẻ chưa? 500 bạc. Và mua cả lô về mà bán nhỉ. Đấy. Mua về buôn tốt quá. Bên trong. Đấy, dưới trực. Cao tầm loanh quanh 1 mét, gần 1 mét. Đổ lại. Mét đổ xuống. Rồi. Rất hợp lý chơi không gian nhỏ. Nó tùng, tùng đẹp. Ừ. Hồng Ngọc Mai. 700 cây bình quân. Đấy, 700 cây hồng ngọc mai nhỏ nhỏ này. Có cả cây cà đá đây. Cây đá cả tượng. Từ đắt tiền nhất cho đến bình dân nhất. Hải Châu này bao tiền cái cây Hải Châu này ạ? Hải Châu cây 5 triệu. 5 triệu. Đấy, rất đẹp. Ra quả đỏ chót đẹp lắm. Đấy, rất khỏe, rất đẹp. Đấy. Và mình cần thăng mai chú thủy rất nhiều. Đây, mè nữa đây. Các thể loại. Nó gọi là chợ rồi, chợ bonsai, các thể loại, siêu thị bonsai. Rồi, ok đấy. Nhìn này là hấp dẫn rồi đấy. Đấy rồi, nhưng mà nó to quá mình không lùi được. Đấy. Đấy, nhìn người ta biết là đây có là người ta ra ngay. Ừ. Nhiều lắm. Đây này, các bác nhiều lắm. Đấy, theo yêu cầu của bà ấy này. Rồi, cảm ơn các bác nha, có số điện thoại ở đấy rồi nha, chịu khó mở tiếng lên các bác nha. Các bác xem mà không mở tiếng nhiều khi nó không biết số được đâu.